Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn thông tin về chiếc Ford Everest phiên bản một cầu máy 2.5, sản xuất là năm 2013, có ngoại thất màu bạc, nội thất ghế da màu đen. Với tổng thể của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp về form dáng cũng như là gầm bệ, máy móc, động cơ, hộp số, tất cả đều giữ được độ hoàn hảo. Với cái tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ khoảng hơn 300 triệu, anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ máy dầu, khung gầm chắc chắn, động cơ mạnh mẽ. Dàn lốp của chiếc xe thì được thay mới hoàn toàn rồi. Bộ vành của chiếc xe được trang bị vành la răng hợp kim. Với kích thước của nó rơi vào cũng vào khoảng 18-19 inch gì đấy. Đây là những cái đường nét dọc thân xe thì anh chị và các bạn có thể thấy qua thì nó có những cái phần sơn si vẫn giữ được độ đẹp. Tuy vậy thì cũng có nhiều điểm phải sơn tỉa lại do bị xước. Phần đuôi xe thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn lốp sơ cua dạng lốp treo, có hộp bảo vệ bên ngoài. Các tính năng an toàn giúp cho anh chị và các bạn có thể là lùi xe an toàn, đó là hệ thống cam lùi cũng được trang bị đầy đủ hết cho anh chị và các bạn. Cũng hệ thống cảnh báo, rồi là gạt mưa. Và cái không gian chứa đồ của chiếc xe nó như nào thì em cũng sẽ mở phần cốp ra cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Với mở cốp của chiếc xe này nó có dạng là mở kéo ngang anh chị nhé. Đây các bác có thể nhìn qua những đường nét về keo chỉ hay là những cái phần ốc bản lề ở phần cánh cửa của chiếc xe thì mình có thể thấy tất cả hiện trạng của nó. Sau đó mình có thể là mang xe vào hãng để mình check lại một lần nữa, kiểm tra an tâm cho chị và các bạn tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn gặp nước, mà đến cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Chiếc xe này thì nó cũng có cái tuổi đời khoảng 11 năm sử dụng rồi. Hiện trạng của nó thì vẫn giữ được độ đẹp về khung gầm cũng như là vận hành của chiếc xe nó vẫn ổn định. Cái không gian chứa đồ này mình có thể là gia tăng bằng cách gập hàng ghế thứ 3 và hàng ghế thứ 2 xuống anh chị nhé. Trần xe thì bác chủ bác ấy cũng đã bọc ly lông rồi. Thanh giá lóc thể thao cũng được trang bị ở phần lóc xe. Với không gian hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có một cái không gian ngồi cho 3 người ngồi. Đây là những cái hiện trạng hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng theo dõi. Cái bộ ghế da của chiếc xe này thì cũng đã được bọc lại anh chị ạ. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái độ mới của chiếc xe nó thể hiện rõ ở cái phần ghế ngồi đã được bọc lại. Với những cái chiếc xe có tuổi đời rồi mà anh chị và các bạn được bác chủ bác ấy bọc lại ghế da, thay dàn lốp, những cái chi tiết khấu hao này thì mình cũng khá là yên tâm. Thì khi mình mua về mình sẽ sử dụng được cái tình trạng của chiếc xe nó trong tình trạng mới nhất. Về không gian khoang lái của chiếc xe thì em cũng sẽ mời anh chị và các bạn ngắm qua với các phần chi tiết về tem mác cũng như là keo chỉ hay những cái phần thông số về kính của chiếc xe nó vẫn là liền đời. Hệ thống loa giải trí cũng được tích hợp trên cánh cửa đầy đủ. Bên trong đây là những phần tai xe hay là những cái phần ốc bản lề, cột keo không hề có hiện tượng bị gò hàn lại gì cả anh chị nhé. Ghế ngồi thì nó, những cái đời này thì nó vẫn sử dụng là ghế cơ thôi, chưa được trang bị ghế điện. Đây là những phần ốc bản lề ở cánh cửa sau của chiếc xe. Rồi là những cái chi tiết cột keo xoăng cao su và chất lượng của nó như nào thì anh chị và các bạn có thể xem sơ qua. Bác chủ thì cũng đã nâng cấp cho chiếc xe như là hệ thống cam hành trình rồi. Anh chị và các bạn mua về sẽ không phải trang bị thêm nữa. Cái cam hành trình này nó sẽ giúp cho anh chị bạn ghi lại lịch sử di chuyển quãng đường. Và khi cần chiết xuất mình có thể là chiết xuất ra. Vô lăng dạng 4 chấu đất trơn thôi, chưa được trang bị tích hợp. Phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin km, vòng tua và mức tiêu hao nhiên liệu, các thông số của chiếc xe. Điều hòa thì vẫn sử dụng là điều hòa cơ. Với những cái đời này thì nó sẽ thiên về vận hành, nó sẽ không có quá nhiều đồ chơi tiện ích cho anh chị và các bạn. Máy móc của chiếc xe nó như nào thì em cũng sẽ mở cho anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái khối động cơ máy dầu của chiếc xe. Với khối động cơ máy dầu 2.5 nên cái khả năng vận hành di chuyển ở các cung đường nó sẽ rất là tuyệt vời. Về cảm giác vận hành khi tăng tốc vượt xe nó rất là mạnh mẽ. Máy dầu thì nó sẽ tiết kiệm hơn.
với mức giá bán của chiếc Ford Everest phiên bản máy 2.5 sản xuất năm 2013, lăn bánh quãng đường là 110.000 km. Hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ nó chỉ còn 375 triệu thôi ạ. Giá này vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến hết clip và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Có những cái sai sót nhỏ mong anh chị và các bạn có thể bỏ qua cho em và góp ý cho em để em có thể hoàn thiện hơn. Em xin cảm ơn.